À, xin chào các anh chị nếu như các anh chị đang đi tìm kiếm một giải pháp xử lý nước sinh hoạt à, giải pháp về lọc tổng à, chất lượng cao mang thương hiệu của Mỹ nhưng mà cái mức đầu tư vô cùng hợp lý thì các anh chị không thể bỏ qua video này anh chị nhé. Bên cạnh em Hùng đây chính là sản phẩm à, lọc tổng mang thương hiệu Westwater của Mỹ một trong những cái thương hiệu hàng đầu trên thế giới về lọc tổng Đấy, xử lý các cái vấn đề về nguồn nước sinh hoạt hàng ngày của các anh chị Đấy, và với cái giải pháp lọc tổng từ thương hiệu US Topwater này thì sẽ xử lý được rất nhiều những cái vấn đề về nguồn nước như các vấn đề về tạp chất cặn bẩn, vấn đề về cờ lo dư, các cái độc tố màu mùi hôi tanh, vấn đề về cáu cặn nước cứng, vấn đề về vi khuẩn và kể cả những vấn đề liên quan đến nguồn nước của mình bị nhiễm sắt, nhiễm mangan hoặc là lưu huỳnh. Anh chị nhé, giải pháp lọc tổng của US Topwater thì bao gồm các cái cột lọc khác nhau và với mỗi một cột lọc thì chúng ta sẽ xử lý được một vấn đề về nguồn nước và các các cái cột lọc tổng này thì đều giống nhau ở phần bên ngoài này và sẽ khác nhau ở bộ phận lõi bên trong à, thì chúng ta sẽ cùng nhau đầu tiên chúng ta cùng nhau tìm hiểu xem là cái phần bên ngoài à, thì các chị nhìn đây ạ à, cái cột lọc cái cột lọc lọc tổng này phần cột lọc đây đã đang sử dụng là nhựa pp ra cường rất là xịn sò luôn à, chắc chắn nhé và cái 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 cột lọc này thì mình có thể sử dụng 10 năm trên 10 năm nó cũng không rất là bền bỉ và không có vấn đề gì cả. Đấy. Rồi cần uh, phần phần uh, nắp cốc này. là sử dụng nhựa ABS gia cường cũng rất là bền cái nhá, rất là bền, chắc chắn. Xịn. Đấy và uh, và hai bộ phận này thì uh, ngoài cái vấn đề về bền bỉ thì nó còn rất là an toàn cho cái nguồn nước. Rồi tiếp theo nữa thì chúng ta có bộ bộ phận là bộ phận khung inox anh chị nhá. Bộ phận khung inox này. Đấy, giá đỡ. Thì khung inox này là bằng inox S304 là một loại inox an toàn vệ sinh thực phẩm và rất là bền, anh chị nhá, rất là bền bị theo thời gian nó có độ sáng này nó không bị cái tình trạng hoen dỉ trong quá trình mình mình sử dụng Đó. và trên cái bộ phận nắp cốc này thì nó có những cái đây, là, đây là những cái bộ phận tem đệ tem đây và trên đây nó sẽ có các cái lõi khác nhau đúng không? với mỗi một con lọc thì chúng ta thì nó sẽ có tương ứng với một cái lõi lọc chức năng trên phần cốc là cốc lọc này thì có tem tem bảo hành đấy chị nhé mình sẽ kích hoạt tem bảo hành điện tử của thiếu nước ngoài ra thì ở bộ phận bên trên này bộ phận trên này thì nó có các cái ốc này hay là cái, cái nút xả khí này nhìn cũng rất chắc chắn các chị nhá và xịn sò và với cái cốc lọc bên ngoài như này thì chúng ta sẽ thấy rằng là chúng ta sẽ mở ra nó rất là dễ dàng đó cái chị nhé sau đó là mình sẽ xoáy ra như này rất là dễ và cái bộ phận lõi bên trong này để mình có thể mình tháo ra rất là dễ dàng à, tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu các cái lõi lõi chức năng trong từng cột đúng không ạ từng cột thì đầu tiên chúng ta sẽ nói đến cái lõi đầu tiên là lõi lọc tạp chất cạn bẩn bùn đất rỉ xét đó chính là lõi uh, pps cái lõi này thì là sử dụng cái, cái vải là, là vải polyester anh chị nhé vải polyester này nó cực kỳ là, là bền cực kỳ là bền và chức năng của lõi này nó chính là lọc các cái tạp chất cạn bẩn bùn đất rỉ xét trứng run trứng sán trong nước và thiết, thế, thiết kế của cái lõi vải polyester này làm cái thiết kế rất đặc biệt là dạng nếp gấp làm cho cái diện tích à, bề mặt tiếp xúc ấy nó sẽ gấp 18 lần so với những cái loại thông thường. Nên là cái khả năng bắt các cặn các các tạp chất nó sẽ à, nhiều hơn rất là nhiều so với những cái loại thông thường. À, và à, lõi này thì được à, sản xuất tại nhà máy à, tại Đài Loan, nhỉ? của thương hiệu West Water của Mỹ nhỉ? của Mỹ các anh chị ạ. À, và với cái lõi này thì có một cái ưu điểm rất là vượt trội đó là tuổi thọ rất là cao. Cái cái vải polyester ST này có độ bền lên tới 10 năm các anh chị ạ, 10 năm và các anh chị có thể tái sử dụng được. À, khi nào mà khoảng vài tháng các anh chị thấy là lõi nó bẩn, mình sẽ tháo lõi ra và mình xịt rửa, sau đó lắp lại và mình lại sử dụng lại được các anh chị ạ. Thì đấy nó cũng là một ưu điểm rất là là vượt trội. À, còn đối với những cái à, những cái lọc tổng thông thường dạng đổ hạt trên thị trường sử dụng lọc hạt thì những những cái lõi đó, những cái cái công nghệ đổ hạt đó thì nó cũng có những cái nhược điểm. Thứ nhất là cái nguồn gốc xuất xứ của À, các cái hạt lọc đấy mình đôi khi mình cũng không thể kiểm soát được. À, cái thứ hai là phụ phụ thuộc vào cái tay nghề của cái người thợ đấy. và đặc biệt là những cái cái, cái lọc tổng mà dạng đổ hạt ấy có một cái nhược điểm là hay bị cái tình trạng đóng bánh, tình trạng dòng chảy tắt và vì vậy nó sẽ làm giảm cái hiệu suất lọc. còn đối với à, loại vải polyester này thì cái khả năng lọc của nó cực kỳ tối ưu anh chị nhé. vì tôi và cái à, công suất lọc của cái loại này sẽ rơi vào khoảng tầm à, à, 2 đến 9 khối một giờ anh chị ạ tiếp theo chúng ta sẽ đến với lõi số 2 đó chính là lõi nano carbon ba trong một lõi này có tác dụng là hấp phụ các cờ lo dư các cái độc tố hóa học các cái màu mùi hôi tanh trong nước thì đây đều là những vấn đề rất là phổ biến trong các nguồn nước mình sử dụng ví dụ như nước máy hay nước giếng khoan đúng không anh chị và cái điểm đặc biệt của lõi nano carbon này là cái lớp than hoạt tính trong lõi này là than hoạt tính mà được hoạt hóa ở nhiệt độ rất là cao nhiệt độ đến 2000 độ C đấy vì vậy cái khả năng hấp phụ các cái độc tố hóa học, các cái cờ lo dư hoặc màu muối tanh đến gấp đến 10 lần so với cái các cái lõi thông thường. Đó. Và lõi này thì được sản xuất theo cái theo tiêu chuẩn của thương hiệu Westrocker của Mỹ và sản xuất tại nhà máy của Đài Loan. Đó. Và à, lõi nano carbon này có một cấu tạo rất đặc biệt là cấu tạo dòng chảy hướng tâm. Đó. Vì vậy nó sẽ chống được cái khả năng bị bị e khí, à, bị tắc lõi, các anh chị nhá. Đó. Và cái à, và lõi nano carbon này thì có công suất lọc nó khoảng tầm 1,2 đến 1,5 khối một giờ và cái tuổi thọ thì nó khoảng tầm 12 đến 18 tháng anh chị nhé. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với lõi số 3. à, đó chính là lõi để xử lý cái vấn đề về nước cứng. À, nước cứng là cái nguồn nước mà có nhiều cái, cái lượng canxi, magie à, và khi nguồn nước nhà anh chị mà bị vấn đề nước cứng ấy, thì nó sẽ làm hại các cái thiết bị, à, ví dụ như các cái ấm đun để ấm siêu tốc, à, bình nóng lạnh, à, máy giặt và làm cho các cái thiết bị vệ sinh của anh chị nó dễ bị bám cáo cặn và nó làm hại các cái thiết bị của các anh chị. Đấy. À, thì cái công nghệ mà được sử dụng trong à, lõi số 3 này, đó chính là các cái hạt ion lime anh chị nhé Hạt ion là những cái hạt mà được à, sản xuất tại nhà máy của US tại Mỹ. À, và cái công nghệ này là công nghệ rất đặc biệt, công nghệ tiên tiến hàng đầu trên thế giới, à, giúp chúng ta chống cáo cặn nước cứng nhưng mà lại không loại bỏ canxi magie ra khỏi nguồn nước. À vì các anh chị biết rồi canxi và magie đều là những cái à, vi khoáng rất là cần thiết à, cho cơ thể thì công nghệ này có ưu điểm là giữ nguyên được canxi, magie ra khỏi nước và à, biến đổi các cái ion canxi, magie thành thành các cái tinh thể dạng quả cầu nano chơ. nên là sẽ à, chống cái việc mà các cái tinh thể này bám vào các cái thiết bị gia đình của anh chị đấy thì đó chính là một cái ưu điểm rất là tuyệt vời và công nghệ này thì lại không không sử dụng điện các anh chị ạ, không sử dụng điện còn với những công nghệ mà xử lý, xử lý nước cứng thông thường ấy, hiện nay ấy, là công nghệ mà làm mềm nước làm mềm nước tức là loại bỏ hoàn toàn canxi, magie ra khỏi nguồn nước thì với công nghệ này thì có nhược điểm cái thứ nhất là à, là phải sử dụng điện phải sử dụng điện cái thứ hai là à, phải sử dụng à, muối để hoàn nguyên và cái việc mà sử dụng muối để hoàn nguyên như vậy thì thứ nhất là nó sẽ làm cho cái nguồn nước sau khi mà À, mà 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 hoàn nguyên ấy thì thường hay bị rất là hay bị nhớt. Muối sau khi mà mà hoàn nguyên ấy mình à, thải ra môi trường thì nó gây ô nhiễm môi trường và công nghệ sử dụng điện thì nó lại tốn điện. Đấy, và loại bỏ hết canxi magie ra khỏi nước. Thì đấy là những cái nhược điểm của cái công nghệ thông thường. Còn công nghệ sử dụng hạt nai này, này thì hoàn toàn là không phải sử dụng điện. Và tất cả các cái à, cột lọc tổng của của US Water này là công nghệ tiên tiến không sử dụng điện các chị nhá. Và vô cùng là dễ vận hành. Đấy, thì đấy nó chính là cái ưu điểm vượt trội của À, cái việc mà sử dụng các hạt ion này trong cái việc xử lý chống cáu cặn nước cứng và à, với cái lõi ion này này các hạt ion này này thì cái lõi này thì à, cái công suất lọc thì rơi khoảng tầm 1,2 đến 1,5 khối một giờ và tuổi thọ thì khoảng tầm 3 đến 4 năm sử dụng à, tiếp theo chúng ta sẽ đến với loại thứ tư đó chính là lõi diệt khuẩn lượng tử thì chức năng của lõi này là giúp nguồn nước của chúng ta được an toàn về vấn đề vi khuẩn vi sinh vì đây là một vấn đề tồn tại trong các nguồn nước và công nghệ diệt khuẩn điện tử này đang là công nghệ tiên tiến nhất trên thế giới và lõi diệt khuẩn điện tử là lõi nhập khẩu từ mỹ Đấy, có khả năng diệt tới 99,99% ,99 vi khuẩn chỉ trong 1/10 giây tiếp xúc đó, công nghệ tiên tiến nhất trên thế giới bây giờ và đặc biệt là à, lõi diệt khuẩn điện tử này có tuổi thọ rất là dài khoảng từ khoảng 4 năm sử dụng đó À, và ngoài ra thì hiện nay trên thị trường thì có những cái công nghệ diệt khuẩn ví dụ như sử dụng đèn UV này hay là công nghệ nano bạc nhưng mà hai công nghệ này thì có một nhiều, nhiều điểm chung là tuổi thọ rất là thấp à, chỉ khoảng tầm 6 tháng đến một năm là sẽ không còn tác dụng nữa như vậy các anh chị có thể thấy rằng cái công nghệ diệt khuẩn lượng tử này là công nghệ mà vượt trội về tuổi thọ và vượt trội về công nghệ diệt khuẩn Đấy. và với cái lõi diệt khuẩn lượng tử này thì anh chị lưu ý là à, khi chúng ta lắp cùng với các cái cột lọc tổng bên cạnh đây thì mình sẽ lắp đặt trực tiếp nối cái đường đường dây đường ống nối trực tiếp chứ không cần phải à, phải để cái lõi vi khuẩn điện tử này trong trong cái cốc lọc như thế này anh chị nhé tức là mình sẽ lắp trực tiếp luôn vào các cái cột lọc ở bên cạnh và một trong những vấn đề mà nguồn nước hay gặp phải đặc biệt là nguồn nước giếng khoan giếng khơi đó chính là tình trạng mà nước bị nhiễm các kim loại nặng như sắt như manga thì thế nước có một cái giải pháp đó chính là lõi xử lý sắt và manga thì 100% các hạt lọc được nhập khẩu tại Brazil có khả năng khử sắt, khử mangan trong nguồn nước và ngoài ra thì còn khử được khí H2S là khí mà gây mùi trứng thối trong nước Đấy, sẽ đảm bảo cho chúng ta có một nguồn nước ạ sẽ sạch được các cái kim loại nặng sắt mangan và khí H2S và tuổi thọ của lõi này thì ra khoảng tầm từ 9 đến 12 tháng sử dụng à, vừa rồi em Hùng đã giới thiệu với các anh chị về 5 lõi chức năng xử lý 5 vấn đề về nguồn nước Đấy càng nhiều cột lọc càng nhiều cột thì càng xử lý nhiều vấn đề về nguồn nước à, ví dụ như nếu như các anh chị mà đang sử dụng nguồn nước máy ấy, thì tối thiểu các anh chị nên lựa chọn gì ạ? hai cột đó là cột mà có lõi phải polyester để xử lý các cái tạp chất cặn bẩn và cột số 2 là cột à, có lõi nano carbon để mình xử lý các clo dư các đồ tố học và các cái màu mùi hôi tanh trong nước đấy là ít nhất là hai cột các anh chị nhé đấy à, và các cái cột là các cái cột lọc này ấy, thì các anh chị thấy là nó rất là dễ lắp đặt cái này không sử dụng điện không sử dụng điện mà rất dễ lắp đặt nếu anh chị sử dụng hai cột ấy, thì mình sẽ liên kết các cột này bằng các cái hệ thống cút nối các rắc co như thế này rất là đơn giản một cái cột như thế này có chiều cao là 68 cm chiều dài là 30 cm và chiều rộng là 22 cm thiết kế vô cùng là nhỏ gọn tiện lợi Nên mình sử dụng hai cột ba cột hay thì mình sẽ hoặc bốn cột thì mình sẽ sẽ liên kết với nhau bởi các cái cái cút nối hoặc các cái cái giắc co anh chị nhé rất là dễ lắp đặt thôi ạ nếu mà có một số vùng anh chị mà cái lượng lượng nước máy mà nó có nhiễm sắt à, nhiễm sắt hoặc mangan thì các anh chị nên sử dụng à, thêm một cái cột là cột xử lý sắt để mình đảm bảo nguồn nước mình nó không bị vấn đề về kim loại nặng sắt mangan hoặc là lưu huỳnh à. còn với cái nguồn nước giếng khoan là cái nguồn nước mà có cái nguy cơ bị nhiễm kim loại nặng đặc biệt là sắt và manga rất là cao thì các anh chị nên tối thiểu là các anh chị nên phải lựa chọn ít nhất là hai cột đó là cột xử lý sắt manga và cột thứ hai là cột chứa cái vải polyester để mình xử lý tạp chất cặn bẩn và các cái trứng run trứng sán trong nguồn nước tất nhiên là đấy là tối thiểu thôi các anh chị nhé còn nếu như các anh chị có điều kiện đó và thì các anh chị có thể lựa chọn nhiều cái cột hơn nữa ở đây có rất nhiều các cái tùy chọn cho các anh chị À, nếu như anh chị muốn xử lý nước cứng thì anh chị mua thêm cột xử lý nước cứng, các anh chị muốn nguồn nước của mình an toàn về vấn đề vệ sinh vi sinh, khuẩn thì chúng ta à, mua thêm cái à, lõi diệt khuẩn lượng tử. À, trong video vừa rồi em Hùng đã giới thiệu cho anh chị cái giải pháp về à, lọc tổng Westco Water, à, một thương hiệu hàng đầu trên thế giới của Mỹ à, với các cái cột lọc khác nhau xử lý các vấn đề khác nhau và hy vọng rằng là trong video này các anh chị đã nắm được các cái à, thông tin bổ ích. Nếu như các anh chị nào mà đang tìm hiểu, lựa chọn các giải pháp lọc tổng thì các anh chị có thể tìm hiểu cái dòng sản phẩm của uh, Westcoorder anh chị nhé. Cảm ơn anh chị đã theo dõi video và xin hẹn gặp lại các anh chị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn ạ.